mì hành bát hướng đi về cầu lớn hóc môn à, tiếp tục có thêm một cái nhà lầu và cũng đã có số hồng cộng tay rồi công chứng nhà nước ha nhưng mà căn nhà ngày hôm nay em Phương muốn giới thiệu và quay cho anh chị mình xem á Cái mức giá của nó sẽ rẻ hơn nhiều Rẻ hơn rất nhiều luôn Ngày xưa người ta mua là 695 triệu gần 700 Nhưng mà thời điểm này là bán lỗ là bán lỗ rất sâu đậm anh chị Chỉ còn có hơn 500 triệu thôi Chính xác là 550 triệu một căn nhà một trên một lầu ngang 4 dài 9, 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và đặc biệt pháp lý là đã tách thành công mỗi nhà một sổ. Mặc dù là sổ này không phải là sổ hồng riêng biệt hoàn toàn không giúp anh chị mình vay được ngân hàng, nhưng mà sổ hồng này là sổ hồng đồng sở hữu thì anh chị mình vẫn an tâm, vẫn an toàn khi anh chị mình định cư và ở lâu dài trong căn nhà này ha. Nhà này là đã qua sử dụng rồi và khách hàng cũng đã sơn sửa mới lại, sau đó thì mới gửi cho bên em phương, gửi cho công ty em phương. Đây nha, căn nhà của mình mặt diện phía trước này, một trệt một lầu này đó có ban công nha có ban công mặt tiền phía trước thì uh, ốp đá này nó rất là thẩm mỹ ha uh, ngang 4 dài 9 nha đầu tiên là cái không gian phòng khách này hai uh, bên từ anh chị mình thấy là dán thạch cao một m ở trên trần thì mình có trần thạch cao giật cấp có đèn led có đèn chùm nó rất đẹp ha ở giữa nhà là khu vực cầu thang nha cầu thang này thì uh, ốp đá lan can thì là miền gỗ đỏ phía sau cầu thang á phía sau cầu thang sẽ là vị trí bếp có từ bếp trên từ bếp dưới ở trên này có cái cửa sổ nhỏ nhỏ này cửa sổ này anh chị mình có thể làm lớn hơn nha tại vì phía sau này là trống á và ngay trên trần ngay vô bếp vẫn sẽ có một cái đèn chùm để tạo điểm nhắn nha và phía sau phía sau bếp là nhà vệ sinh hay ha thiết kế này thì cái nhà vệ sinh không nằm dưới cầu thang và cũng không nằm đối diện bếp cho nên là tránh được hai cái lỗi phong thủy rất là lớn nha diện tích này là ngang 4 dài 9 thì xây dựng cái mẫu này khá là thoải mái rồi trong nhà vệ sinh mình vẫn có một cái cửa sổ gì để lấy ánh sáng ha nhà vệ sinh đã được uh, tác lại rất là mới rồi đó vị trí này nhập uh, vị trí cái nhà của mình nằm ngay tại xã mỹ hạnh bắc đức hòa long an cái này là hướng anh chị mình đi về hướng uh, từ lộ chín này uh, cầu lớn này cái viên bứa này đó đi về hướng hóc môn rất là gần nha tại vì nó đi thẳng một con đường từ lộ chín cái viên bứa cầu lớn là tới hóc môn rồi đó ở trên lầu thì mình sẽ có được hai phòng ngủ riêng, hai phòng ngủ riêng và một nhà vệ sinh dùng chung, chung ở giữa. À, cái phòng ngủ đầu tiên thì cũng sẽ có có ban công và có gắn đầy đủ rèm. Ha, đối diện nếu mà hai dãy đối diện bình thường đó, bên này sẽ là cái ban công nhà người ta nè. Nhưng mà tại vì đối diện của cái căn nhà mình đó, là cái mặt sau, cái mặt sau của của một khu nhà khác cho nên là nó sẽ riêng tư và nó yên tĩnh nó sẽ kiến đáo hơn Mặc dù là nó sẽ không có thoáng bàn so với là những khu nhà nào chưa có một dãy ha Còn cái phòng ngủ phía sau này vẫn có cửa sổ nha, rất là thoáng này Đây đây là cái điểm cộng này anh chị Đó, phòng ngủ mà có cửa sổ rất là thoáng luôn Và cũng đã được sơn sửa rất mới rồi à, Thêm một điểm rất là hay của căn nhà này là cái nhà vệ sinh thiết kế lên trên một cái cầu thang nhỏ nhỏ như này nữa ha Rất là hợp lý đây anh chị Nó sẽ rất là sạch sẽ vệ sinh cho căn nhà của mình Em nhắc lại căn này nó chỉ có hơn 500 thôi 550 triệu ngang 4 dài chính và có số hồng rồi nha.